tớ nói lại nhá. Vâng. Sau khi mà cái chuyển lãi lỗ được một bảng cân đối tài khoản hoàn thiện rồi thì lúc đó mình sẽ làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thì sẽ căn cứ vào số tiền phát sinh của các tài khoản từ đầu năm đến đầu 8 để mình điền lên tờ khai quyết toán trên HTKK. Thì trên HTKK thì mình sẽ chọn thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Chọn năm là năm 17 là năm mà mình cần quyết toán. Chọn phụ lục 03 trừ 1A là phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh. Bao giờ cái phụ lục này cũng phải có. Phụ lục thứ hai là 03 trừ 2A là phụ lục chuyển lỗ. Trong trường hợp là công ty hoạt động năm trước lỗ thể hiện trên dư nợ của tài khoản 421 nhưng năm sau phát sinh lãi thể hiện trên phát sinh có của tài khoản 421 trong kỳ thì lúc đấy mới chuyển lỗ. Để mà lên được số liệu trên tờ khai chính thì phải nhập hai cái phụ lục này trước, lần lượt nhập phụ lục 03 trừ 1A. Căn cứ vào bảng cân đối tài khoản từ đầu năm đến đầu 8 điền lên các chỉ tiêu tương ứng. Ví dụ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ bằng số tiền của tài khoản 511 trên bảng cân đối tài khoản. Doanh thu hoạt động tài chính, số phát sinh của 515 trên bảng cân đối tài khoản. Chiết khấu thương mại giảm giá không có mình bỏ qua. Còn nếu có thì nó chính là các cái nghiệp vụ liên quan đến nợ của tài khoản 511 đấy. Nó chính là hàng giá bị giả lại thì làm giảm doanh thu đúng không? Giá vốn hàng bán thì chính là số tiền của tài khoản 632. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, số tiền của tài khoản 641, 642. Chi phí tài chính, số tiền của tài khoản 635. Điền vào chỉ tiêu 13, 14. Thu nhập khác, số tiền của 711. Chi phí khác, số tiền của 811. Chỉ tiêu 19 nó tự nhảy ra. Muốn biết chỉ tiêu 19 làm đúng hay sai thì ở cái bảng cân đối tài khoản lấy số tiền của tài khoản 421 cộng 821. 421 đây. Số tiền phát sinh nha. Lấy số dư của 421 cộng 821. Hoặc là lấy số phát sinh cũng được. 421 cộng 821 nếu như mà phát sinh có thì lấy dương của 421 cộng 821. Còn nếu mà phát sinh nợ thì phải lấy âm 421 cộng 821 thì nó sẽ bằng chỉ tiêu 19. Nếu nó không bằng thì phải kiểm tra lại các cái chỉ tiêu ở trên này mình đã điền đúng hay chưa. Vâng. Xong cái phụ lục 03 trừ 1A thì quay sang 03 trừ 2A chuyển lỗ. Cái cách chuyển lỗ là ví dụ năm trước lỗ, năm sau lãi thì mình chuyển lỗ và bao giờ số tiền mình chuyển lỗ cũng phải là số nhỏ nhất. Nhỏ nhất là như thế nào? Ví dụ như tài khoản 421 nợ đầu kỳ của nó là 38 triệu. Chứng là nó đang bị lỗ. Phát sinh trong kỳ lãi 32 triệu thì chỉ được chuyển lỗ bằng cái số phát sinh có trong kỳ 32 triệu này thôi. Tức là bao giờ cũng được chuyển bằng số nhỏ nhất. Được chưa? Còn ví dụ như đầu kỳ của nó là lỗ 40 triệu, trong kỳ nó lại lãi 45 triệu thì nó chỉ được kết chuyển lỗ là 40 triệu thôi. Nhớ là bao giờ nó cũng được chuyển lỗ bằng số nhỏ nhất nhé. Thế thì khi đó mình nhấn ghi sổ thì ở trên tờ khai chính này nó sẽ tự cập nhật số liệu. Đó. Mình cái ví dụ như là mình điền cái này là 50 triệu đi. Mình nhấn ghi này. Đấy, 50 triệu thì đương nhiên nó cập nhật sang chỉ tiêu A1 đúng không? Và chỉ tiêu C6 này nó đang lãi, đúng chưa? Nó dương mà, nó dương là nó bị tính thu nhập doanh nghiệp mà. Đúng không? Thì lúc này nó bị tính thì mình phải điền chỉ tiêu C6 xuống C8 là 50 triệu. Nó sẽ tự tính thuế cho mình nhân 20% là 10 triệu, nhấn ghi. Thấy chưa? Vâng. Còn trong trường hợp ví dụ lỗ, tức là doanh thu 50 triệu, chi phí của nó là 90 triệu. Nhấn ghi này. Nó đang lỗ 40 triệu đúng không? Vâng. Thế thì sang tờ khai này nó đang lỗ 40 triệu thấy không?
Nó đã lỗ thì ở C6 này không cần phải điền xuống C8 nữa. Bởi vì lỗ mà, lỗ thì nó không bị tính thuế thu nhập doanh nghiệp nữa. Thì nó chỉ là đến C6 là hết. Được chưa? Còn trong kỳ mình đã tạm nộp bao nhiêu tiền thuế thì mình điền vào đây. Ví dụ tạm nộp 3 triệu chẳng hạn thì mình điền vào đây. Thì như vậy nó sẽ nhảy ra cái số thuế nộp thừa, tức là bị âm như này. Âm tức là nộp thừa. Nộp thừa thì mình cứ theo dõi thôi. Sau này nếu mà mình phải nộp thì mình tự trừ nó đi hết. Ví dụ sau này mình phải nộp 8 triệu thì tự trừ đi 3 triệu thì chỉ nộp cho họ thêm 5 triệu nữa thôi. Đấy là cái quyết toán thuế nhà doanh nghiệp. Thuế mà nộp 3 triệu này chị, là khi nào mà mình phải tạm ứng nộp à cơ? Tạm nộp thì trong năm mình thấy doanh thu mà nhiều, doanh thu lớn hơn chi phí ấy thì mình tạm nộp. Doanh thu thì như thế nào? Doanh thu sẽ bằng các tài khoản đầu năm cộng đầu 7 mà trừ đi đầu 6 cộng đầu 8 ấy. Nếu mà nó ra một số dương thì tự mình nhân với 20% và tự mình đem vào kho bạc nhà nước để nộp thôi. Nhưng ví dụ như là mình thấy có lãi rồi nhưng mà mình chưa muốn nộp, mình không tạm nộp thì có sao không ạ? Không không sao, miễn sao là cuối năm mình làm thế nào cho nó lỗ là được. Vâng, cái quý đấy lãi và cuối năm của mình cũng lãi mà trong cái quý đấy mình không tạm nộp ấy À, thế thì mình nộp tiền thuế thôi và ạ, nó cũng bị phạt. nộp phạt. Vâng. Đấy là thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn thuế thu nhập cá nhân ấy thì mình vào thuế thu nhập cá nhân này này, chọn mẫu 05QTT này, thông tư 92 trần kỳ mà mình cần làm, đồng ý này, điền hết thông tin vào phụ lục 05 trừ 1BK, được chưa? Điền họ tên nhân viên này, mã số thuế nhân viên này, chứng minh thư này, tổng tiền này này được lấy ở trên bảng lương của 12 tháng của nhân viên A. Ví dụ đây là nhân viên A. Được chưa? Lấy tổng tiền lương phải trả cho nhân viên A 12 tháng ở trên bảng lương nhá. Cộng 12 tháng ở trên bảng lương vào. Tổng lương này này ở cột 11 này này nó sẽ bằng lương thời gian. Tức là cái lương mà đi làm thực tế ấy. Cộng với lại các khoản phụ cấp trừ tiền ăn ca ra, trang phục 5 triệu một năm ra. Trừ những cái khoản mà không chịu thuế ấy. Thì mình điền vào đây, thường thì nó sẽ là bằng lương thời gian cộng với lại các khoản phụ cấp trừ tiền ăn ca. Còn tiền xăng xe điện thoại thì vẫn bị tính thuế thu nhập cá nhân bình thường nhá. Giảm trừ gia cảnh này này. Cái cột 15 này này. Thì từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 là giảm trừ 9 triệu một người một tháng. Từ tháng 7 đến tháng 12 trở đi thì là giảm trừ 11 triệu một người một tháng, thì tự nhân lên và cộng vào. Ví dụ như là 6 tháng đầu năm là giảm trừ 9 triệu một tháng đúng không? Nếu mà ông này ông ấy làm đủ 12 tháng một năm thì là 6 tháng nhân với 9 triệu thì thành 54 triệu đúng không? 54 triệu cộng với lại 6 tháng cuối năm nhân với 11 triệu là 66 triệu nữa. Đấy thì cộng vào bằng bao nhiêu thì điền vào cái chỉ tiêu 15. Còn từ thiện không có thôi. Bảo hiểm thì cộng cộng các khoản bảo hiểm trừ vào lương nhân viên ấy, cái 10% ấy. Tổng lại của từng người cộng vào thì vào đây. Ví dụ như là cái ông A này, ông ấy có bảo hiểm xã hội là 1 triệu, y tế 500, thất nghiệp 100 thì cộng lại của nó là 1 triệu 6 đúng không? Nhân lên 12 tháng. Đấy thì điền vào cái chỉ tiêu 17 này là tổng tiền. Thế thôi, còn đâu các cái khoản sau nó tự nhảy. Khi mình điền các thông tin vào nó tự nhảy. Còn khai xong cái ông A này rồi thì nhấn phím F5 để thêm dòng để khai tiếp các ông khác. Đấy là trường hợp ông đấy phải đóng thuế thôi đúng không chị? Còn những người Không, không không, đóng không. thuế Đấy là kê khai tất cả các nhân viên mà mình ghi nhận lương và chi phí hợp lý, chứ không phải là chỉ khai những người bị nộp thuế, hiểu chưa? bảng Đúng rồi, cái này là đã làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân ấy, là làm cho tất cả nhân viên trên bảng lương. lương.
Rồi. Những ai ghi nhận vào chi phí doanh nghiệp thì đều phải quyết toán nhé. Chị ơi, cái này nó đang có tải tờ khai này này, tức là mình cũng kiểu như là mình kết xuất được ra Excel mình làm Excel. xong mình tải lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đây này, cái mẫu tải bảng kê này. Rồi. Đây này, điền các thông tin vào đây này, xong tải lên, nhưng mà nhiều khi hay bị lỗi lắm. Vâng. Ít thì tự điền tay, còn nhiều thì hãy tải. Đấy, khi nào làm xong thì nhấn ghi. Nhấn ghi thì nó tự cập nhật cái số liệu và số tiền lên trên này thôi. Không cần phải điền gì trên này cả. Nó Yeah. tự cập nhật nhá. Yeah. Đấy. Cái này là 05 trừ 1 BK này này, là cái mà để dành cho nhân viên lao động dài hạn. Còn 05 trừ 2 BK là làm cho lao động thời vụ. Lao động dưới 1 tháng, 2 tháng đây. Hiểu không? Và là nếu mà khai vào 05 trừ 2 BK này là những người mà bị có thu nhập hai nơi này. Lao động thời vụ này là đều bị tính thuế 10% đấy. Vâng. Thế nên là nên làm vào 05 trừ 1 BK ấy nhé. Vâng. Cái thuế thu nhập cá nhân với thu nhập doanh nghiệp thì có hiểu không? Ừ, làm cái này nó dễ, đơn giản mà. Nó đơn giản hơn là cái cáo tài chính tính giá thành ấy. Những cái người mà thực tế là họ có thu nhập hai nơi là phải vào 05 05 trừ 2 BK. 05 trừ 3 là gì chị? 2 05 trừ 2. 05 trừ 3 này là thông tin người phụ thuộc. Tức là có con nhỏ ấy. Cái này phải kê lên không ạ? Có chứ, có chứ. Nếu mà có người phụ thuộc. Vâng. Thường thì người ta sẽ đóng mức lương không quá cái lương không quá 9 triệu hoặc là không quá 11 triệu một tháng ấy, bị tính thuế thu nhập cá nhân thì không cần phải đăng ký người phụ thuộc. Người phụ thuộc từ tháng 6 trở về trước ấy thì là 3 triệu 6 một người một tháng, nhưng mà từ tháng 7 trở đi năm 2020 trở đi thì người phụ thuộc là 4 triệu 400 nghìn một tháng một người. Thế những cái vấn đề đấy là được, ở đâu là nó trên bảng lương nó có hết mà. Đấy, thì làm quyết toán một năm thì cứ cộng cả một năm vào. Yeah. Vâng. Điền lên số tiền của họ thôi. Vâng.